Xin chào cả nhà, hôm nay Ngọc Happy vô cùng là hạnh phúc khi được ngồi đây để chia sẻ với chúng ta tờ kinh số 2 Bí mật của Phan Thiên Ân. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Tờ kinh số 2. Tôi xin đón chào ngày hôm nay bằng yêu thương từ tận đáy tim, bởi vì yêu thương là bí quyết cao lớn nhất cho mọi thành công trong doanh nghiệp. Sức mạnh của bắp thịt có thể cắt xuyên áo giáp và hủy diệt sự sống, nhưng chỉ có yêu thương mới đủ mạnh để mở rộng tim người. Cho đến khi tôi thấu đáo được nghệ thuật của yêu thương, tôi chỉ là một tên lái buôn nhỏ nhoi trên chợ nghèo tỉnh lẻ. Tôi sẽ dùng yêu thương là vũ khí chính yếu và không ai giao tiếp với tôi có thể đương đầu với sức mạnh của yêu thương. Họ có thể phản pháo lý luận của tôi, họ có thể nghi ngờ lời nói của tôi, họ có thể chê bai vóc dáng bên ngoài của tôi, họ có thể chối bỏ thái độ lịch lãm của tôi và họ có thể bới móc chế giễu đề nghị thương lượng của tôi. Nhưng với yêu thương, tôi sẽ làm mềm yếu tất cả mọi con tim, như tia nắng mặt trời sẽ chảy tan những tảng đá mùa đông lạnh lẽo nhất. Tôi xin đón chào ngày hôm nay bằng yêu thương từ tận đáy tim. Nhưng tôi phải bắt đầu như thế nào? Kể từ nay, tôi sẽ nhìn vạn vật bằng cặp mắt của yêu thương và tôi sẽ hồi sinh trong cái nhìn mới này. Tôi yêu tia nắng đã sưởi ấm da thịt tôi, như tôi yêu giọt mưa đã gột rửa sạch sẽ tâm hồn tôi. Tôi yêu ánh sáng đã dọi đường cho tôi đi, như tôi yêu cái bóng tối đã giúp tôi nhìn thấy cả trời trăng sao. Tôi yêu nỗi vui mừng đã giúp tôi mở rộng trái tim tôi, như tôi yêu cơn buồn bã đã giúp mở rộng tâm hồn tôi. Tôi đón nhận những phần thưởng vì tôi xứng đáng, nhưng tôi cũng sẽ chào mừng những trở ngại vì chúng giúp tôi tăng trưởng. Tôi xin đón chào ngày hôm nay bằng yêu thương từ tận đáy tim. Và tôi sẽ nói gì đây? Tôi sẽ khen tặng kẻ thù và họ sẽ trở thành bằng hữu. Tôi sẽ cổ vũ bằng hữu và họ sẽ trở thành anh em. Tôi sẽ luôn luôn tìm đủ lý do để ca tụng. Tôi sẽ không bao giờ bới móc, tìm lỗi để bàn tán thị phi. Tôi sẽ ngậm miệng khi thấy muốn phê bình. Tôi sẽ hét vang khắp trời khi tôi muốn ca ngợi. Tôi thấy tất cả chim chóc, biển cả, gió mát và thiên nhiên đều chỉ biết âm nhạc của ca tụng. Tôi sẽ ca hát cùng điệu với tất cả anh em bằng hữu. Kể từ hôm nay, tôi sẽ nhớ bí quyết này và tôi sẽ thay đổi toàn diện đời sống tôi. Tôi xin đón chào ngày hôm nay bằng yêu thương từ tận đáy tim. Và tôi sẽ xử sự thế nào đây? Tôi sẽ yêu tất cả những tư thái của mọi người, vì ai cũng đều có những cá tính rất đáng ngưỡng mộ. Dù đôi khi bị che kín. Với tình yêu, tôi sẽ đập bỏ bức tường nghi kỵ và căm hận quanh trái tim họ, để thay thế bằng những nhịp cầu nối trái tim tôi với tâm hồn của họ. Tôi sẽ yêu những người tham vọng, vì hoài bão của họ thách thức tinh thần của tôi. Tôi sẽ yêu những kẻ thất bại, vì họ dạy tôi những bài học hữu ích. Tôi sẽ yêu cái rộng lượng của người giàu sang. Tôi sẽ yêu cái giản dị của người nghèo khổ. Tôi sẽ yêu cái cô đơn của người quyền thế. Tôi sẽ yêu cái kiên nhẫn của người yếu kém. Tôi yêu cái niềm tin mù lòa của tuổi trẻ. Tôi yêu cái kinh nghiệm khôn ngoan của tuổi già. Tôi yêu cái buồn rầu trong cặp mắt mỹ nhân. Tôi yêu cái ngang tàng trong cái nhìn của người xấu xí. Tôi xin đón chào ngày hôm nay bằng yêu thương từ tận đáy tim. Và tôi sẽ phản ứng ra sao khi giao tiếp với hành vi người khác? Bằng yêu thương, bởi vì nếu yêu thương là chìa khóa mở rộng của con tim nhân loại, yêu thương cũng là manh áo giáp đẩy xa những mũi tên hận thù và những gươm đao ganh ghét. Khó khăn và thất vọng sẽ đụng phải manh áo giáp mới của tôi và trở thành những hạt mưa mềm đẹp. Manh áo giáp sẽ che chở cho tôi trong chợ búa giang hồ và sẽ an ủi tôi trong những lúc cô đơn. Nó sẽ đẩy tôi lên khỏi những hố sâu của tuyệt vọng và sẽ an thần tôi trong những giờ phút say men chiến thắng. Càng sử dụng, nó sẽ càng dày chắc, cho đến một ngày tôi sẽ không cần nó nữa.
vì da của tôi đã trở thành một phần của manh áo giáp đó. Và tôi sẽ bước đi nhẹ nhàng trong mọi tình thế, xấu hay tốt, và tôi sẽ hãnh diện chấp nhận chỗ đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp loài người. Tôi xin đón chào ngày hôm nay bằng yêu thương từ tận đáy tim. Và tôi xử trí ra sao khi bị đe dọa bởi tha nhân? Bằng yêu thương, trong im lặng, tôi sẽ thì thầm cho tôi nghe câu nói yêu thương. Dù im lặng, nhưng lời yêu thương sẽ sáng rỡ trong mắt tôi, run run trên môi cười tôi, dịu dàng trong cánh tay tôi, và tim họ sẽ mở rộng. Vì ai sẽ phủ nhận lời mời tự đáy tim tôi? Ai sẽ đóng cửa trước đề nghị mang từ sự thành kính của con tim? Tôi xin đón chào ngày hôm nay bằng yêu thương từ tận đáy tim. Nhưng trên hết, tôi sẽ yêu tôi. Vì yêu tôi nên tôi sẽ xem xét, chọn lựa cẩn thận trong tất cả mọi vật đang xâm nhập vào thân thể của tôi, tâm hồn tôi, trái tim tôi. Tôi sẽ không chiêu đãi quá mức cái đòi hỏi của thân xác tôi, vì tôi yêu cái thân thể này khi nó thật trong sạch và điều độ. Tôi sẽ không bao giờ để trí óc của tôi hấp thụ những xấu xa, những điều ác và những bi quan, vì nó phải luôn luôn được bay cao trong tư tưởng khôn ngoan của các bậc cao nhân. Tôi cũng không bao giờ để tâm hồn tôi trở thành tự mãn và lười biếng. Tôi sẽ nuôi nấng nó hàng ngày với lời khấn nguyện và giờ tâm thiền. Tôi sẽ không bao giờ để con tim tôi trở thành nhỏ nhoi và cay đắng. Tôi sẽ chia sẻ nó với tha nhân, sẽ nhìn nó tăng trưởng và sưởi ấm thế gian này. Tôi xin đón chào ngày hôm nay bằng yêu thương từ tận đáy tim. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.